À, em chào cả nhà ha. Hiện tại em vẫn buôn bán các mặt hàng như là bình thủy điện nè, robot hút bụi ha. Đây robot hút bụi và bếp từ ha. Đây là những pin mà mình tháo trong robot hút bụi ra. Đây những cục pin đây. Tháo robot hút bụi ra thì những cục pin này thì mình chưa có biết là sống chết thế nào ha. Thì nếu mà mọi người lấy thì mình sẽ bán với giá là như những pin này thì mình sẽ bán với giá là 10.000 một cục ha, 10.000 một cục và lấy với số lượng và phải lấy với số lượng 10 cục mình mới giao ha, 10 cục mình mới giao. Đây là những cục pin nè, đó mọi người thấy không? Phải lấy số lượng 10 cục mình mới giao. Đây là robot hút bụi ha, bình thủy điện nè. Nói chung là mọi người muốn mua cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình đó. Bên mình thì cũng có cung cấp đầy đủ hết ha. Tại sao đóng pin AeroBot ha? Thì số điện thoại bên shop mình là 0355 335 73 ha. Mọi người có mua thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại đó ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.